Mục 2. Thanh tra thuế. Điều 65. Thanh tra tại trụ sở người nộp thuế. Các trường hợp thanh tra tại trụ sở người nộp thuế. Thanh tra theo kế hoạch được tiến hành theo kế hoạch đã được phê duyệt. Thanh tra đột xuất được tiến hành khi phát hiện cơ quan tổ chức cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế. Thanh tra để giải quyết khiếu nại tố cáo, chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, phá sản, cổ phần hóa hoặc theo yêu cầu của Thủ trưởng Cơ quan Quản lý Thuế các cấp hoặc bộ trưởng bộ tài chính hai kế hoạch thanh tra hàng năm a kế hoạch thanh tra hàng năm được lập trên cơ sở yêu cầu quản lý của ngành thuế căn cứ hướng dẫn định hướng của bộ tài chính và việc đánh giá phân tích thông tin xác định rủi ro của người nộp thuế b kế hoạch thanh tra hàng năm khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt bao gồm các tài liệu thuyết minh căn cứ lập kế hoạch danh mục người nộp thuế được thanh tra và dự thảo quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra c danh mục người nộp thuế được thanh tra bao gồm tên mã số thuế người nộp thuế chuyên đề thanh tra nếu có trường hợp cần thiết ghi rõ kỳ thanh tra nội dung thanh tra thời gian thực hiện 3. Xây dựng và phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm, căn cứ định hướng chương trình thanh tra, hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Tài chính và yêu cầu công tác quản lý thuế, Tổng cục thuế hướng dẫn kế hoạch thanh tra ngành thuế trước ngày 15 tháng 10 hàng năm. Tổng cục thuế lập kế hoạch thanh tra của mình gửi đến thanh tra Bộ Tài chính chậm nhất vào ngày 1 tháng 11 hàng năm. Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt kế hoạch thanh tra của Tổng Cục Thuế chậm nhất vào ngày 25 tháng 11 hàng năm. Cục Thuế lập kế hoạch thanh tra của mình gửi đến Tổng Cục Thuế chậm nhất vào ngày 25 tháng 11 hàng năm. Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thuế phê duyệt kế hoạch thanh tra của Cục Thuế chậm nhất vào ngày 15 tháng 12 hàng năm. Chi Cục Thuế lập kế hoạch thanh tra của mình gửi đến Cục Thuế chậm nhất vào ngày 5 tháng 12 hàng năm. Cục trưởng Cục thuế phê duyệt kế hoạch thanh tra của chi cục thuế chậm nhất vào ngày 20 tháng 12 hàng năm. 4. Điều chỉnh kế hoạch thanh tra hàng năm a à, kế hoạch thanh tra hàng năm đã phê duyệt được điều chỉnh nếu thuộc một trong các trường hợp sau theo chỉ đạo của bộ trưởng bộ tài chính hoặc thủ trưởng cơ quan thuế cấp trên căn cứ chỉ đạo của bộ trưởng bộ tài chính thủ trưởng cơ quan thuế cấp trên cơ quan thuế cấp dưới dự thảo nội dung điều chỉnh kế hoạch thanh tra và gửi đến người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch thanh tra xem xét phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thanh tra đề xuất của thủ trưởng cơ quan thuế được giao nhiệm vụ kế hoạch thanh tra Căn cứ nhiệm vụ của đơn vị yêu cầu quản lý, trong trường hợp cần thiết, thủ trưởng cơ quan được giao nhiệm vụ thực hiện kế hoạch thanh tra đề xuất điều chỉnh kế hoạch thanh tra hàng năm đã được phê duyệt để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao, trình người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch thanh tra xem xét. B. Thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thanh tra hàng năm, Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thanh tra của Tổng cục Thuế. Tổng cục trưởng Tổng cục thuế phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thanh tra của cục thuế. Cục trưởng cục thuế phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thanh tra của chi cục thuế. C. Nội dung thủ tục trình phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thanh tra như nội dung thủ tục phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm, trong đó nêu rõ lý do điều chỉnh hàng năm trước ngày 30 tháng 9. Các cục thuế, chi cục thuế xem xét việc thực hiện kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt, báo cáo cơ quan quản lý trực tiếp về việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra hàng năm nếu có trước ngày mùng 5 tháng 10 hàng năm. 5. 5. Việc xử lý trồng chéo trong hoạt động thanh tra, kế hoạch thanh tra của cơ quan cấp dưới. Nếu có sự trồng chéo với kế hoạch của cơ quan cấp trên thì thực hiện theo kế hoạch của cơ quan cấp trên. Trường hợp cơ quan thanh tra chính phủ kiểm toán nhà nước thanh tra bộ tài chính có kế hoạch thanh tra về thuế trùng với kế hoạch thanh tra của cơ quan thuế thì ưu tiên kế hoạch thanh tra thuế của cơ quan thanh tra chính phủ kiểm toán nhà nước thanh tra bộ tài chính. Tổng cục trưởng Tổng cục thuế chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề trồng chéo trong hoạt động thanh tra của các đơn vị cấp dưới thuộc phạm vi quản lý phối hợp với các đơn vị liên quan trong ngành xử lý trồng chéo phát sinh, báo cáo tránh thanh tra Bộ Tài chính xem xét quyết định khi cần thiết. 6. Công khai kế hoạch thanh tra hàng năm. Kế hoạch thanh tra hàng năm phải được thông báo cho người nộp thuế và cơ quan thuế trực tiếp quản lý người nộp thuế chậm nhất là 30 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra. Trường hợp có điều chỉnh kế hoạch thanh tra hoặc thay đổi kế hoạch thanh tra do trùng với kế hoạch cấp trên thì thông báo lại cho người nộp thuế. 7. Trường hợp cơ quan thuế đã ban hành quyết định thanh tra nhưng người nộp thuế đã bỏ địa điểm kinh doanh hoặc người đại diện vắng mặt trong thời gian dài bởi lý do bất khả kháng hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền đang điều tra thì thủ trưởng cơ quan thuế ban hành quyết định bãi bỏ quyết định thanh tra thuế theo mẫu số 19 KTTT ban hành kèm theo thông tư này.